triệu chứng tật đầu rồi. Hư chính thì triệu chứng tật bê chứng tật đấy nha mọi người. Bề tay bị chứng tật đấy nhá, lún khá là sâu luôn nên là tại vì là bê hết sạch. Bây giờ là phần hello mọi người, lại quay trở lại với kênh của Khám Phá nhé. Đi xem xe đầu chở cao nhé mọi người. Đường khá là lầy luôn. Và đây, bác Tài cũng tời đủ hết cách. Và nên bác Tài chạy về nhà kéo một sợi cáp rất là dài lên đây để mà nối tời xa nhé mọi người. Tại vì chỗ khu vực gần đây thì không có chỗ để tời nhé. Đây, bác Tài cũng làm đủ cách để mà tời lên nhá. Đó, đào một cục đá khá là lớn để cột cáp để tới lên nhưng mà cũng không nổi nha mọi người, tại vì xe lún quá là khủng luôn nha. Để mình quay cận cảnh của con xe đang bị lún cho mọi người cùng xem nhá. Đó, lún khá là nặng luôn nha, cho dù tời cỡ nào là cũng không phải lên được nha, tại vì phải có chỗ tời rất là chắc chắn và rất là cứng nên là mới có thể tời lên được nha mọi người. Hàng của ngày hôm nay thì cũng tầm khoảng 8 tấn, 9 tấn thôi nha mọi người. Tại vì đường đây đường mới làm nên là rất là lún nha. Đây, lún bánh sau đây hết. Còn một tí tí trên đây thôi nha mọi người. Đó, khá là lầy lội luôn nha. Rất là vất vả cho hành trình của ngày hôm nay nha mọi người. Và lát sau đây là mình sẽ xem bắt tay tới xe đậu lên nha mọi người. Đây, đường khá là lầy luôn. Và đây là một cặp cầu L6 nha mọi người. Nhưng mà cũng cạn hết cầu luôn nha. Đây, cầu ở tít trong đây nha. Đó, đây là cầu nha. Cạn hết cầu luôn nha mọi người. Và xe thì rất là vất vả mới có thể lên được nha. Con đường đây thì nếu con xe đây đi lên được thì chắc là sơ nữa thì chạy chuyến thứ hai thì chắc cũng dễ hơn rồi nha mọi người. Đó, xe đang tới lên bới rất là kinh khủng lên nhá, nên là không hề lên được. Và giờ mình sẽ đi xem mà mọi người kéo cát để mà tới nha mọi người. Đây, mấy anh em đây đang kéo cát để chuẩn bị tới nha. Đây, bác Tài đang rời cát để mà tới nha. Mô khuất rồi cả. Máy nghe rất là êm nha. Máy nổ rất là êm nha. Đang kẹp cáp nha mọi người. Mô rửa lao sao là tất cả tươi lao sẽ tất cả nhả lao thì tất lao mà. Tươi, cháu tươi, cháu tươi của Lê. Đây nha, đang kéo cáp lên nha mọi người. Tớ rồi. Đây, xe đang tới lên nha mọi người. Rơi cát bị dính cà phê nha mọi người, nên là phải sửa, không thì người ta bắt đền nha mọi người. Đây nha, bắt đầu đang tới lên nha. Hàng khá là nhiều lên nha mọi người. Và lún rất là nặng. Khá là nguy hiểm đấy nha. Đó.
tời hơi xéo xéo nha mọi người, nên là rất là khó tời lên nha mọi người. Hơi chùm dây qua loa nha mọi người, không tời lên nổi nha. Rất là nặng nha mọi người, rất là nặng nha. Và kêu cái kẹt được nha, và mình sẽ xem là bể hư ở chỗ nào nha mọi người. Tời khá là nặng nên tời không được lên luôn nha. Qua chẳng đấy, bị chữ thật không? Chúng mình lũ hóa lý hả tổ quà? Chúng mình mê hay cả tổ là cơ? Nó hả, nó hả, nó hả. Lạc lại tổ ăn tặng khu mọi gì. Lũ rồi nó. Ôi nó mà. Xí xẹo quá rồi. Lạc cũng là. Lũ là tổ khăn, lũ là tí tả tổ. Lũ là cầu chứ. Lũ hóa lũ xa xí. Lũ hóa lý hả, sao vậy? Sao mà lý nhìn thấy lũ hóa lý hả? Lũ hóa lý hả? Lũ hóa lý hả? Lũ hóa lý hả? Đúng rồi. Thế nào, tao nó tù hết rồi kìa. Chịu chứ tàu rồi. Hư, bị chữ thật nha mọi người. Trời hơi bị xéo nên là trời rất là khó nha. Muốn to rồi, chúng ta mua nó xuống như này, ra thì hiện tại giống mất lắm. Ấy, chân dinh ăn xuống lại cho nó bây bùa. Cái này hộ đang cao mũi chẳng, cho mua bàn ăn độ. Chờ, chờ ấy, tàn là, ấy, đổ cái tiền đổ cho ăn gì cả xếp rồi. Chúng ta mua ta là chúng cơ bị chúng cơ nhau rồi lo lần to giờ đó có mà chúng cơ mà chúng mua hàng rất là nhiều nha mọi người, và tôi không được lên nha, lún là rất là sâu lên nha mọi người, và xe tôi cũng rất là khỏe nhưng mà không tới được lên nha, và bị bè bị chữ thập lên nha mọi người. Giờ là chắc là phải tối hoặc mai là mới có thể tới được lên nha. Và chắc là hành trình lên clip của mình ngày hôm nay là chắc là cũng kết thúc clip tại đây thôi nha mọi người, tại vì xe không tới được lên và xe bị hư rồi nên là phải sửa chữa lại, nên là chắc là cũng mất khá là nhiều thời gian để làm, chắc là cũng gần tối nha mọi người. Giờ cũng sắp xỉ 5 giờ tối rồi nên là chắc là cũng không còn độ sáng để mà lên clip cho mọi người cùng xem khi xe đi lên nha mọi người. Đây nhá, mình quay cho đây bể tay bị chữ thập đây nhá, lún khá là sâu rồi nên là tự là bể hết sạch. Đây, giờ là phải đào lên và mới có thể sửa chữa được nha mọi người. Đất khá là lún khá là sâu luôn nha mọi người, và đất chỗ đây là khá là cao rồi nên phải đào hết sạch nhá. Xe của ngày hôm nay là lún rất là sâu và bè hết tay và gãy cả bi chữ thật luôn nha mọi người. Và clip của mình là kết thúc tại đây nha mọi người. Mọi người xem mà thấy clip mình hay thì cho mình xin lượt like và đăng ký kênh để mà ủng hộ kênh nha mọi người. Gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo nhé.